Nhi xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Cực của Nhi nha. Sáng sớm Nhi bước ra khỏi nhà, Nhi không thấy con Mù đâu á. Nhi phải mở cửa đi tìm nó. Vô nhà con. Nó chạy ra ngoài kiếm mương nó chơi. Con tốn qua Nhi mờ thấy con Mù. Xong rồi bây giờ sáng Nhi sợ quá, Nhi đi tìm nó. Chúc cho cả nhà mình một ngày mới làm việc thật là nhiều sức khỏe nha. Hôm nay thì Bu ơi vô nhà con. Hôm nay thì Nhi sẽ làm một cái món đồ ăn sáng rất là đơn giản mà Nhi rất là thích luôn, mà người Bình Thịnh cũng rất là hay ăn. Đó là món bánh cuốn. Hôm trước là ba Nhi đi từ Bình Định vào thì có mang cho nem nè, chả, rồi chả cá, rồi bánh tráng nữa. Rất là đầy đủ nguyên liệu để mình làm cái món bánh cuốn Bình Định rồi. Thì bây giờ Nhi sẽ vô thực hiện làm món đó nha. Giờ Nhi mới lấy ra đầy đủ tất cả các nguyên liệu rồi. Trong đây là có nem nè, chả lụa, đặc trưng chả lụa Bình Định nha. Bây giờ Nhi sẽ hấp chín lại. Mình nghĩ là một cây này ăn không có hết đâu, Nhi sẽ cắt nửa cây thôi. Còn nửa cây mình để lại. Đây là bên trong cái phần chả lụa Bình Định nè. Ở bên trong thịt nó tiêu như thế này nè. Cái mùi rất là đặc trưng ở nem chả lụa Bình Định luôn á cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ hấp cho nó nóng lại cái phần chả bữa giờ Nhi để tủ lạnh á. Nhi đã chuẩn bị một cái nồi để Nhi hấp chín lại cái phần chả, trong khi đó Nhi tận dụng Nhi luộc mấy quả trứng luôn. Giờ Nhi bỏ chả lên Nhi hấp nha. Đây. Chả lụa. Nhi sợ không đủ nên cắt thêm miếng nhỏ nữa. Tại vì chả này mình ăn tới đâu mình hấp tới đó, chứ mình hấp đi hấp lại thì chả nó bị bủng ra, nó không có ngon nữa. Rồi bây giờ Nhi bật lửa lên rồi Nhi hấp cho nó chín nha. Có một chuyện hết sức là bất ngờ cả nhà. Sau khi mình bỏ hết nguyên liệu để lên bếp chuẩn bị nấu nước, nấu đồ ăn, thì cái bếp ga nhà Nhi nó hết ga luôn rồi. Giờ Nhi mở lên không lên nữa. Nhi sẽ chuyển qua làm hấp bằng nồi cơm điện luôn ha. Giờ Nhi sẽ chuyển tất cả các nguyên liệu qua bên này. Bỏ mấy trái trứng vô. Rồi đổ nước lên qua lại. Cho nó vào luôn. Rồi Nhi bưng vào nồi cơm điện, đậy nắp lại, rồi ghim điện là xong. Tiếp theo thì bây giờ Nhi sẽ chuẩn bị rau sống. Rau sống ở đây Nhi có xà lách nè, có rau thơm, với lại đây là dưa leo. Giờ Nhi sẽ rửa sạch. Bây giờ Nhi sẽ ngâm rau một chút rồi mình sẽ vớt ra để ráo. Giờ Nhi sẽ vô làm công đoạn tiếp theo. Tiếp theo thì Nhi sẽ lột mấy cái nem này, nem chua. Đáng lẽ là mình sẽ sử dụng cái nem bự, khoanh bự giống như cây chả lụa hồi nãy á, nhưng mà không có thì mình dùng mấy cái nem này cũng được. Giờ Nhi sẽ lột nó ra. Nem ở ngoài Bình Định á, thì khẩu vị nha thì sẽ thích ăn chua một chút, còn nem ở Ninh Thuận thì hầu như là chắc người ta chỉ thích ăn vừa thôi, ngọt ngọt thôi, nó khác. Đặc biệt là trong cái nem ở ngoài Nhi á, là có gói bằng một cái lá ổi
như thế này đó, lá ổi. Nhi cũng thích lâu lâu nhai miếng lá ổi nó chát chát ăn cũng ngon lắm. Khi mà mình làm cái món này là mình sẽ lột bỏ cái lá ổi này ra luôn, thơm. Bây giờ thì Nhi sẽ làm nước mắm. Đầu tiên thì Nhi sẽ giã một ít cái đậu phộng, ở nhà còn có nhiêu đây thôi à, tận dụng. Giã xong bây giờ Nhi sẽ vớt ra, cạo ra. Đây sẽ được một chén thành phẩm như thế này. Rồi bây giờ Nhi tiếp tục giã nước mắm ớt tỏi. Giờ Nhi sẽ kiểm tra cái phần chả của Nhi được chưa nha. Chả này mình hấp chút là nó chín rồi, nó mềm ra rồi. Như vậy là được rồi cả nhà. Vớt ra mình để ráo, mình chiên áp chả cũng được. Nhưng mà Nhi thôi, Nhi sẵn cái nồi hấp á, nên Nhi hấp lại hết luôn. Cục bự. Rồi còn mấy trái trứng á thì Nhi sẽ để một chút nữa. Nhi nhắc cái này thôi luôn. Mấy trái trứng thì Nhi để một chút nữa cho nó chín hẳn đi. Rồi bây giờ Nhi sẽ giã tỏi, ớt, đường. Ôi, Nhi đã giã nát cái tỏi ớt rồi. Bây giờ sẽ cho ra cái chén. Đây. Cạo nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước mắm vào luôn. Chén nước mắm Nhi đã làm xong rồi này cả nhà. Thì bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ vớt cái trứng ra. Ôi da, nóng quá. Mình sẽ vớt ra để trong tô. Em mấy cái trứng của Nhi đây. Xong rồi mình sẽ đem ngâm nước lạnh cho nó dễ lột. Hãy lột mấy trứng ra, 4 trứng. Rồi ok. Rồi giờ Nhi sẽ cắt tất cả các loại nguyên liệu để Nhi chuẩn bị cuốn nha. Cái gì mình cũng sẽ thái mỏng hết á. Đây, giới thiệu với cả nhà đầy đủ tất cả các nguyên liệu làm cái món bánh cuốn Bình Định như đã chuẩn bị xong rồi nè. Có rau sống, rồi dưa leo, rồi tất cả các đồ để cuốn nè. Tất nhiên là phải có bánh tráng nữa. Xong rồi Nhi có làm thêm nước mắm với lại một chén đậu phộng, còn đặc biệt là phải có cái này nha, chả ram chiên giòn để mình cuốn ăn cho nó giòn giòn á. Bánh cuốn là phải có cái này ăn mới ngon. Rồi bây giờ Nhi sẽ chờ cả nhà tập trung đông đủ rồi Nhi sẽ cuốn lại và mời cả nhà ăn sáng. Vàng vào tay giờ chuẩn bị làm đồ ăn. Lấy bánh tráng nhúng vô nước. Cái bánh tráng này là đặc biệt là bánh tráng phù Mỹ nha. Chỉ có cái vùng đó người ta làm thôi, Bình Định là nổi tiếng cái bánh tráng này. À, khi mà mình nhúng mình để lâu nó cũng không có bị mềm mà nó ăn vẫn còn giòn đó, nên là cái loại này nó sẽ dày, là mình phải để nước cho nó mềm một chút rồi mình mới cuốn được.
Đứng ra nhìn. Vô ngồi đi, chờ em cuốn ăn nè. Vô anh em ơi. Bố xin tính ra cho mấy người con. Đã quá vậy. Chờ một chút nha. Vô luôn anh em. Món này là món ghiền của em anh. Một buổi sáng em ăn được hai cuốn này. Bữa trước đi vô quán bán bánh cuốn mà bốn người mà ăn năm cuốn. Chủ quán tính tiền năm cuốn, anh thép giục mình. Ủa, bốn người mà sang năm cuốn thì ra là đi ăn hai cuốn. Ủa, bao tay ở đâu em đem hay gì ta? Dạ, bao tay của cái cô trước của cho. Cái khảo nó bể đi vô. Có một cuốn, có một cái bánh tráng thôi mà cuốn vậy á hả? Dạ. Tẩy luôn. Đây. Ui. Không biết. Bình thường mình cuốn sao cũng được, nhưng mà bây giờ mình cuốn, mình quay video thì mình phải cho nó đẹp một chút. Đẹp nhưng mà em cuốn nó bể. Ui da. Rồi xong luôn à. Có được, có ăn được hay không đây? Nhét vô cái gì đâu. Được. Còn vớt vét được. Một cuốn. Anh, cái đây là nước mắm nè. Anh có thể múc ra giùm em mau tay á. Rồi Hùng, Nguyên Quốc trước đi em. Ăn trước đây rồi anh ấy cho. Có đậu phộng nữa, thêm một miếng đậu phộng thôi. Cô anh cũng biết ít thành nha. Không phải nhiều. Ăn ít mà ăn hai ba cuốn cũng được. Ừ. Em làm nhiều nhưng mà. Em này là tinh thủ đi làm nữa. 8 giờ mấy rồi. Sáng anh thép cho chim ăn mất nhiều thời gian quá nha. Vậy mà không. Chứ gì mất nhiều thời gian. Không nữa. Biết dậy sớm. Cho con chim ăn chưa tới 20 giây nữa. Ừ. Sáng dậy là anh coi tin nhắn, anh trả lời tin nhắn. Còn sáng dậy là em chuẩn bị đó. Cái này. Cho phẩm em. Rất nhiều mắm á. Được rồi chứ. Hơi bự. Tại vì em nhúng thêm nước. Anh ăn được chưa? Anh ăn đi. Mời cả nhà nha. Thử coi. Ngon. Sao đậu phộng em rắc vô đây luôn? Dạ. Bình thường là ngoài em là xay nhuyễn rồi bỏ vô miếng nước mắm. Anh muốn rắc vô cũng được. Món này dễ ăn mà. Nó đâu, mình đâu có cần phải nêm nếm gì đâu. Được đó em à. Giờ làm cuốn cho mình. Mà điều cuốn ít thôi. Cuốn ít lại thôi. Cuốn nhiều quá nó bể cuốn bánh. Không phải đâu. Do mình không biết cuốn á. Do mình cuốn không được đều với lại quen tay chứ. Người ta bán người ta cũng bỏ như thế này mà. Mời cả nhà ăn bánh cuốn nha. Bánh cuốn Bình Định. Tao. Ăn em Minh. Bánh Tùng là bánh cuốn Ninh Thuận chứ. Ninh Thuận á. Mình thấy người ta làm mắm đậu phộng á. Đúng rồi. Cái này là mắm gì? Mắm tỏi hả? Đúng, Bình Định là sẽ làm mắm tỏi pha với lại đậu phộng. Ở đây là mắm đậu phộng. Thử. Cái mắm sạch 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 đó. Cuốn hơi bị to nha, nàng bị rộng rồi mới ăn được, miệng nhỏ nhỏ ăn. Lúc mà Nhi đem cái món này vô cho miền Nam nè, người ta nói cuốn này cho mấy người khổng lồ ăn hay sao vậy? Cả bình thường người ta ở trong miền Nam á, ăn cái gọi cuốn có chút xíu à. Đúng rồi. Ok không anh? Ngon. Giờ hơi bự chút. Ăn nữa không? Đây là cuốn này ngon. Chế hả, nỉ rằng một cuốn là mình đủ cho buổi sáng luôn á. Bự vậy mà, bự bằng cái cổ tay luôn nè.
ở trong mấy cái video mà Nhi nấu ăn á thì mọi người, các khán giả bình luận là ít thấy ba chồng của Nhi xuất hiện để ăn chung. Tại vì Nhi thường làm đồ ăn sáng á, mà ba chồng Nhi á thì có thói quen là uống cà phê trước khi mà ăn sáng. Uống cà phê xong phải ngồi chơi, nghỉ chơi, nói chuyện, hóng gió. Phải tới 9 giờ ba mới bắt đầu vô ăn sáng. Uống cà phê no. Uống vô là mình no ăn được. Còn tụi Nhi thì tranh thủ ăn sáng để còn đi làm nữa, nên là ăn trước. Ăn no đó. Nhiều người uống cà phê vô đâu ăn sáng đâu. Đúng rồi. No. Uống cà phê vô đi làm luôn rồi. Đặc biệt là uống cà phê sữa vô nó càng no nữa. Ủa trời mưa hả? Ui trời mưa nè cả nhà. Đây trời mưa nè, nước nó nhảy xuống. Như ra như thăm con Suki một chút. Suki ơi, khỏe chưa con? Ôi nó ăn sữa chua kìa. À, nó ăn, nó uống sữa. Anh thép cho nó uống sữa rồi, một em chạy ra ngoài rồi. Sữa. Ủa? Hôm nay uống sữa ấy nha. Anh cho nó uống sữa sô cô la hả? Nó có uống được sữa sô cô la không? Được. Rồi nó uống mà anh chổng khu. À, cái này là sữa ấy. Sữa sô cô la. Còn anh cho con Suki uống sữa gì vậy? Suki uống sữa dính mỡ luôn nè. Ôi, hôm nay chị lanh rồi, mở cửa chị biết nhảy ra ngoài rồi. Ủa sao anh đang uống sữa? Ủa sao có nhiều cô chú kêu là sao anh? Chó rồi không cho ăn sô cô la. Nó ăn sô cô la nó chết à? Dạ em cũng không biết nữa. Anh bữa nay anh hỏi thú y thử. Để bữa nay anh hỏi thú y. Dạ. Có nhiều cô chú ở nước ngoài nói là chó động vật mình không được cho nó ăn bánh kẹo sô cô la. Đây ba cho uống sữa này con. Rồi. Bây giờ hôm qua Nhi có lấy một cái thùng hàng ở bên bưu điện. Bây giờ Nhi sẽ khui ra nha, hình như là quần áo để đi ủng hộ bà con vùng cao á. Đấy. Bu ơi. Bu. Còn Bu đã đứng im sững luôn này. Tay đâu? Cái tay chị. Ngu quá. Con nào cũng có nệm hết á. Ừ. Bữa nay con nào cũng có nệm. Cái nệm đây á là của con đen nha. Tưởng đâu nó không nằm nhưng mà nó vẫn nằm đó. Ba ngày lần Bu nó dành. Nó dành đó nha. Bu nó dành đó. Còn cái nệm trong hốc kia nè mới đúng là của con Bu nè. Còn một cái nệm của con cọp nữa. Cái nệm của con cọp đi nè. Để trong đây nè. Bây giờ 3 ngày nó ra đây thôi chứ lát nữa là nó vô đó nó nằm ấm lắm. Giờ Nhi đi lấy cái thùng nè. Ở bên bưu điện rất là, bên bưu điện Việt Nam với lại bên Viettel Post là hay, rất là hay giao hàng cho Nhi với anh Thép. Cứ mỗi lần hàng của Nhi mà gọi cho anh Nhi không được là gọi anh điện cho anh Thép. Điện cho anh Thép không được gọi cho Nhi. Đây là đơn hàng của chị Tuyết ở Đức Linh, Bình Thuận. Chị gửi quần áo để mà đem đi hỗ trợ cho bà con ở vùng cao á. Nhi cắt ra thử. Ê. Rồi. Cắt được rồi. Còn bên này nữa. Đây. Để Nhi coi quần áo như thế nào để Nhi sẽ mai mốt Nhi mà đi phát với anh Thép là Nhi biết thùng nào là thùng nào thì Nhi sẽ kêu ảnh lấy ra cho nó phù hợp. Ủa? Ủa cái... Ủa sao lại chị lại tặng cho hàng cho Nhi nữa, bé Nhi? Chị tặng... Ôi! Mình nói... Trời ơi, chị tặng cho Nhi. Anh ơi, có chị kia chị tặng đồ cho em. Tặng cái gì? Tặng cái này. Cá núi mực khô. Cá núi mực khô. Ở đâu tặng nè? Dạ ở Bình Thuận.
Nhi nữa. Ủa cái thùng này không phải là tặng cho bà con hả? Sao ghi tên Nhi không vậy ta? Cái bộ bình trà, bình trà. Nhi Nhi nữa nè. Ủa? Sao em tưởng đâu là cái thùng này của tặng cho bà con chứ? Nè, đồ nhắc mình ra. Đấy là bỏ cái này vô hả? À, có nguyên một bộ bình luôn. Để Nhi họ Nhi gọi điện cho trên cái thùng hàng nó có số điện thoại, Nhi họ Nhi gọi Nhi hỏi thử cái hàng này là gửi cho ai. Wow. Trời ơi, tặng cho thêm ôi trời, tắt rồi. Hai bịch nuôi. Ôi, thêm hai bịch nuôi nữa này. Là bốn bịch luôn. Ở trong đây còn 5 cái ly nữa, là 6 cái ly. Trời ơi. Sáu cái ly. Ở đây gió quá, treo hồi gió thổi một cái là bay hết. Giờ anh Thép đi chuẩn bị là đi đi làm rồi. Giờ đi ra lấy xe trước đã. Giờ anh Thép chở mình đi ra lấy xe rồi. Ôi, đây là một bộ bình này rất là đẹp luôn. Dễ thương quá nha. Để Nhi gọi. Ê, tặng bình nó còn tặng thêm trà nữa chưa. Chị chu đáo quá trời luôn á. Để Nhi tắt máy, Nhi gọi điện cho chị thử xem là mới mấy món quà này chị gửi cho ai chứ sao mà tặng quần áo cho Nhi nhiều quá trời luôn. Nhi mới gọi điện cho chị Tuyết là cái chị tặng những món quà này cho Nhi. Chị nói đây là quà Giáng sinh chị gửi tặng cho Nhi. Trời, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Không biết nói gì luôn á. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã quan tâm đến Nhi. Cảm ơn chị đã thương yêu và gửi tặng những món quà này. Gửi tặng nuôi nè, trà, rồi bình trà nữa. Đây, một bình trà nè cả nhà. Còn quần áo nữa. Giờ Nhi sẽ coi quần áo nha. Ý, có mấy cái quần như thế này nè. Mặc ở nhà rất là thoải mái luôn. Cảm ơn chị. Mà sao chị biết size của Nhi để mà chị mua được? Cho có cái quần sọt nữa nè. Ở nhà Nhi á thì rất là ít mặc quần sọt, hầu như là Nhi chỉ đem từ nhà Nhi ở Bình Định vô trong nhà chồng á, chỉ có đúng một cái quần sọt duy nhất còn á Nhi không có đem theo quần sọt ngắn, tại vì nhà ở chung đông người á nên là Nhi rất là ít mặc quần sọt. Ở nhà Nhi cũng mặc quần dài nữa. Y một cái áo thun trắng rất là dễ thương luôn nè. Cảm ơn chị nha. Bú ơi, qua đây chị nè. Qua đây. Qua đây con. Qua đây. Đó, ngồi xuống. Cho con Bu ngồi chung với Nhi cho vui. Dễ thương nha, ngồi xuống nha. Cái mùi trà của chị Tuyết gửi cho Nhi rất là thơm luôn. Để trong bị mà ngồi ở đây một vẫn ngửi được. Bu, xuống. Khổ quá. Ở đây được rồi. Lại thêm một cái quần nữa. Quần lửng. Trời, thêm một cái áo nữa. Mà cái áo này cổ hơi rộng. Còn đây là gì? Ý một cái áo nữa. Mà sao nó mỏng vậy ta? À, với lại một cái túi cối, túi giả cối như thế này. Rất là dễ thương luôn. Còn cái này nữa chứ. Sao chị mua nhiều quá, mua tặng cho Nhi quá chừng nhiều luôn. Ôi một bộ ngủ ở nhà quần sọt. Y một cái áo thun rất là đẹp luôn, màu đỏ, con mèo nữa. À một bộ đồ ngủ nữa. Quần dài. Đúng như quần dài thì Nhi sẽ mặc thường xuyên hơn. Ơi thêm một bộ đồ ngủ nữa. Quần dài luôn. Nhiều quá.
còn đây là đồ underwear, chỉ chu đáo ghê, tặng từng ly từng tí luôn. Giờ Nhi sẽ chuẩn bị theo team anh Thép đi làm. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Nhi nha. Xin cho Nhi một cái like, một cái đăng ký. Chị thì bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video. Và lần cuối là Nhi cũng xin cảm ơn chị Tuyết đã gửi những món quà này cho Nhi và gia đình Nhi nha. Bộ bình trà rất là đẹp luôn nè. Đó. Cảm ơn chị Tuyết rất là nhiều. Bye bye cả nhà.